ung thư là một trong những căn bệnh quái ác nhất mà chúng ta ai cũng lo sợ mắc phải. Tuy nhiên, chúng ta có thể ngăn ngừa hoặc điều trị tốt nhất có thể tại Hiệp hội chăm sóc ung thư với tên gọi Cancer Care Institute. Đây là một trung tâm bức xạ ung thư tiên tiến nhất trong vùng Vịnh, được dẫn dắt bởi bác sĩ Dolasahi và bác sĩ Đỗ. Họ điều trị tất cả các loại bệnh ung thư và họ đã từng được trao giải thưởng trên toàn thế giới về những bài giảng về sự điều trị và cách chăm sóc bệnh nhân với lòng từ bi của một bác sĩ. Quý vị có thể liên lạc trung tâm tại số 408-729-4673, địa chỉ 200 Jose Figueres Avenue, Unit 199 San Jose,